Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày chúng ta sẽ phải đưa ra rất nhiều lựa chọn. Có những lựa chọn sẽ tốt cho bản thân và cũng có những lựa chọn sẽ mang lại cho bạn nhiều sai lầm, thất bại. Và làm thế nào để có thể lựa chọn tốt nhất? Trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một cuốn sách vô cùng đặc biệt với tên gọi Hãy chọn một cách sống. Cuốn sách của tác giả nổi tiếng Ott Mardino sẽ giúp cho bạn có những lựa chọn sáng suốt trong cuộc sống ngày hôm nay. Ott Mardino là một trong những tác giả self-help thành công nhất trong lịch sử. Sách Hãy chọn một cách sống đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, giúp họ thay đổi cuộc sống. Trong sách, Ott Mardino dẫn ra 17 thói quen tốt, những luật chơi giúp con người thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt. Mỗi quy tắc học được sẽ giúp bạn loại bỏ thói quen xấu bằng cách thay thế nó bởi một thói quen tốt. Đó là chìa khóa giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không học qua bất cứ trường mỹ thuật nào, chị Giáp Vân Khanh ở tuổi ngoài 40 bắt đầu khởi nghiệp bằng con đường vẽ tranh điêu khắc. Một loại hình nghệ thuật xuất hiện ở Nga cách đây 5 năm. Chị Khanh là một trong số những người đầu tiên phát triển những ứng dụng của nghệ thuật điêu khắc phù hợp với nhu cầu trang trí của người Việt Nam. Chị đã lựa chọn con đường mình đi, đó là làm cái mới lạ để tạo nên giá trị riêng biệt. Nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái ứng dụng trong cuộc sống. Nó có thể trang trí trên bức tranh đơn thuần nhưng mà tạo hình 3D với sắc nổi, và thậm chí là những bức tranh này chúng có thể làm nó ứng dụng trên nội thất như những thủ công mỹ nghệ này, thậm chí là trên tủ quần áo và rất là nhiều vật dụng khác. Nó làm cho một cái không gian sống, thậm chí là không gian sống, không gian làm việc, và đem lại một cái hình ảnh rất là đẹp cho cái xã hội mà ở Việt Nam thì chưa từng có. Tác giả của cuốn sách Hãy chọn một cách sống chỉ ra rằng điều đau đớn nhất mà chúng ta đang trả cho cái gọi là lối sống hiện đại chính là tất cả đang trở nên ngày càng giống nhau hơn. Tư duy chạy theo đám đông, không biết điều gì quan trọng với chính mình sẽ làm chúng ta thất bại, và chúng ta chỉ có thể thành công khi tạo ra sự khác biệt. Câu chuyện này càng đúng với Nguyễn Bích Lan, một cô gái không thể đi lại bình thường và mang trên người nhiều căn bệnh khó chữa. Mới chỉ hoàn thành chương trình lớp 8, nhưng đã trở thành nhà văn, tác giả của 4 cuốn sách và dịch giả của 35 cuốn sách các nước trên thế giới. Chị đã trở nên đặc biệt trong hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận. Nếu mà người ta nhìn về đằng sau cái tác phẩm ấy, thì người ta sẽ thấy rằng là ở đấy có một cái con người lao động mà phải có khi phải vượt lên nhiều cái khó khăn hơn những cái đồng nghiệp khác. Nhưng mà đồng thời tôi cũng có những cái lợi thế. Tức là tôi vì khó đi lại thì tôi lại có nhiều thời gian hơn để ngồi một chỗ. Mà cái công việc ấy thì lại là cái công việc mà cần phải ngồi một chỗ yên tĩnh và làm việc độc lập. Thì cái đấy, cái hoàn cảnh của tôi nó lại cho tôi rất là nhiều cái không gian. Chọn một con đường chúng ta đi dựa trên giá trị sáng tạo của bản thân và không phải là sự lặp lại nhàm chán. Đó là cách chúng ta tiến đến thành công. Không ai hiểu mình bằng chính mình. Khi mình biết năng lực bản thân, tìm đúng công việc phù hợp và sống hết mình với nó, coi như bạn đã chọn một cách sống đúng. Thưa quý vị, trong cuộc sống có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao có người lại thành công đến như vậy, nhưng có người vẫn mãi loay hoay chưa tìm được con đường đi của mình? Và hàng trăm, hàng ngàn câu trả lời sẽ được bắt đầu bằng hai từ tại vì. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho bạn để có thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì những người thành công, họ nắm giữ cho mình một bí mật, và bí mật đó mang tên là lựa chọn. Nếu có một điều mà bạn nhất định phải nhớ trong cuộc sống thì đó chính là luôn luôn có một cách sống tốt hơn, chỉ là bạn chưa từng lựa chọn nó mà thôi. Và đó cũng là những thông điệp mà cuốn sách Hãy chọn một cách sống muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn. Ngày hôm nay trong chương trình Sách và Cuộc Sống, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách thú vị này, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý Trần Thu Hương, giảng viên khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, xin chào Huyền Phương và xin chào quý vị khán giả của chương trình truyền hình. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, trong cuốn sách tác giả có nêu ra quan điểm của mình, đó là chẳng cần gì để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Tất cả đã nằm sâu trong chính bạn, trong cách suy nghĩ của bạn. Và chị có bình luận như thế nào về quan điểm của tác giả? Nếu như tôi hiểu đúng cái quan điểm của tác giả, thì tôi thấy rằng là nếu như mình hạnh phúc, mình có một cuộc sống hạnh phúc, mình có những cái suy nghĩ hạnh phúc, mình có những mối quan hệ tích cực với những người khác, thì cái cách lựa chọn sống của mình ấy, nó sẽ đi theo cái chiều hướng tích cực và nó sẽ giúp cho chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta có ở trong cuộc sống để chúng ta hướng đến một cái cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Thưa chị, trong cuốn sách này thì tác giả cũng đã đưa ra một quan điểm, đó là tư duy chạy theo đám đông có thể làm bạn không tạo nên được sự khác biệt của bản thân. Vậy đối với chị thì chị quan điểm như thế nào về ý kiến này? Luôn có hai thành tố, một là cá nhân mình, tức là những cái đặc trưng của riêng mình, và một là những gì mà chúng ta hấp thụ được, chúng ta lĩnh hội được từ phía những người khác. Thế như vậy là để mình trở nên là khác biệt với người khác thì ta phải hài hòa được hai cái thành tố này với nhau, giữa cái của bản thân và cái của người khác. Và điều quan trọng là khi chúng ta lĩnh hội, khi chúng ta tiếp thu được những cái đặc trưng, những cái thuộc tính của những người khác, thì chúng ta phải biến nó thành cái của riêng mình và thật riêng. Đấy, để làm sao chúng ta trở nên là một cá thể độc lập trong rất nhiều người. Trong cuộc sống ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất khó tránh khỏi những người gièm pha, phê bình hay là ghen tị. Vậy thì chúng ta phải đối diện với thực tế với những khó khăn đó như thế nào thông qua cách nhìn nhận của tác giả, thưa chị? Thứ nhất là chúng ta phải yêu thương chính bản thân mình. Vì chúng ta yêu mình thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta sẽ khác biệt người khác ở đâu. Cái thứ hai nữa là thực ra thì các cụ chúng ta đấy, ngày xưa ông cha ta cũng nói rồi, nhân vô thập toàn. Ai thì cũng có những lúc sai lầm, ai thì cũng có những lúc mắc phải những cái điều này hay điều kia. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hiểu được rằng chúng ta hay những người khác thì cũng có những cái lúc sai lầm đấy, và chúng ta có thể vượt qua điều đấy. Cho nên là những cái lời gièm pha, những cái lời dị nghị từ phía người khác ấy, thì cũng chỉ là một lúc một nhát thôi. Họ không thể đeo bám cuộc đời chúng ta được. Và vì vậy thì chúng ta sẽ phải vượt qua những cái sóng gió đấy. Nó là những sóng gió, đấy là những cái thử thách. Và điều quan trọng để vượt qua sóng gió, vượt qua thử thách, vượt qua dị nghị, vượt qua gièm pha, đấy là chúng ta phải biết buông bỏ. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương với những chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta sẽ khó tránh khỏi việc bị số phận chia cho vài lá bài tệ hại. Và bạn đối diện với thất bại, sai lầm và những trải nghiệm tiêu cực đó như thế nào? Trốn tránh, rên rỉ hay là chối bỏ, thương hại chính mình? Một lựa chọn tốt hơn có lẽ là bỏ qua và bước tiếp. Thất bại trong kinh doanh quần áo thời trang, anh Việt buồn vì mất tiền thì ít, mà thất vọng vì mình đã đánh giá nhầm năng lực của bản thân. Anh cứ nghĩ rằng yêu thiết kế thời trang, có gu thẩm mỹ tốt, mình có thể lấn sang lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên yêu chưa đủ, mà phải đánh giá đúng nhu cầu thị trường và chọn thời điểm khởi nghiệp. Thuần Túy từ một bác sĩ đông y, nay chuyển sang kinh doanh, kiến thức thị trường với Việt là con số 0. Đối diện với thất bại, tìm đúng con đường phù hợp là điều mà Việt đã vượt qua chính mình. Hay như người khác là tiếp tục start up luôn, tiếp tục làm những cái kinh doanh mới, thì tôi dành cho mình một cái khoảng lặng để tôi có thể tự tìm hiểu về bản thân, tự tìm ra những cái nỗi đau, đối diện với nỗi đau và chữa lành những cái nỗi đau ở trong chính cái tâm hồn của mình. Vì tôi nghĩ rằng là nếu như mình mà không tự mình chữa lành những cái nỗi đau của mình thì sau này mình có làm gì mình cũng sẽ vẫn cứ thất bại. Trải qua 3 đợt dịch COVID-19, trên 50% các doanh nghiệp du lịch bỏ cuộc, chuyển lĩnh vực kinh doanh hoặc đóng cửa, giải thể, thì anh Quân, giám đốc công ty du lịch Avitour, vẫn bám trụ và sống chết với con đường anh đã theo đuổi cả chục năm nay. Với anh, trên con đường chúng ta đi sẽ không thể như chúng ta mong muốn. Điều quan trọng chúng ta bám mục tiêu và chờ cơ hội để phục hồi lại hoạt động. Anh em du lịch cũng hơi bất ngờ là tại sao Avitour chưa chuyển hoặc là Avitour vẫn còn hay sao, thì đấy là một cái câu mà nó hơi chua chát so với chúng tôi, với anh em du lịch, đặc biệt là ngành của chúng tôi. Nhưng mà phải nói là cũng là một cái sự cố gắng rất rất nhiều từ phía anh em công ty, nằm trong cái tình trạng là nằm chờ. Và chúng tôi cũng rất rất là mong muốn là sau cái đại dịch này,
sau cái lần mà khống chế tốt cái dịch đợt 3 này thì chúng tôi, các doanh nghiệp và anh em lữ hành chúng tôi có thêm cái thời gian để chuẩn bị và cũng như là sẽ bắt đầu một cái công việc mới, bắt đầu một cái việc là phục vụ khách du lịch trở lại. Thất bại đó là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Và trong cuốn sách Hãy chọn một cách sống, tác giả viết, không ai luôn thắng cả. Và khi thất bại xảy ra, nó chỉ là một phần trong quá trình bạn trưởng thành. Hãy thoát khỏi những sai lầm, đừng bao giờ bỏ cuộc. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, trong công tác quản lý cũng như là giảng dạy chuyên ngành tâm lý thì chị đã định hướng cho sinh viên của mình như thế nào để có thể là vượt qua được những thất bại trong cuộc sống, và đồng thời cuốn sách Hãy chọn một cách sống thì đã giúp ích cho chị như thế nào trong công tác giảng dạy, thưa chị? Ông nói đến một câu chuyện là chúng ta sẽ tốt khi chúng ta lựa chọn tốt, nếu như chúng ta tin vào sự lựa chọn đấy và chúng ta tin rằng kiểu gì chúng ta cũng sẽ thành công mặc dù chúng ta có những thất bại thì cuối cùng chúng ta vẫn đi đến thành công. Và cái niềm tin càng mãnh liệt bao nhiêu thì cái sự đi đến thành công của chúng ta càng tốt bấy nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta đang đi theo hướng thành công rồi, nhưng một lúc nào đấy tự nhiên chúng ta hẫng một cái và chúng ta nghĩ là liệu rằng, chỉ cần nghĩ là mình liệu rằng mình có thể thành công được không, thì tôi dám đảm bảo là chúng ta sẽ quay đầu đi đến hướng thất bại. Khi mà nói chuyện với sinh viên hay là với những cái đồng nghiệp khác thì luôn luôn tôi cũng nghĩ đến cái câu chuyện là mọi người phải hướng đến cái suy nghĩ là mình sẽ thành công, phải đặt cái niềm tin vào đấy. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, Huyền Phương nghĩ rằng là có một câu mà tác giả đã đưa ra và rất nhiều độc giả yêu thích, đó là chúng ta hãy nhìn thật lâu và kỹ lưỡng vào vấn đề của mình, chúng ta sẽ nhìn thấy hạt mầm tốt đẹp. Chị nghĩ gì về quan điểm này của tác giả, thưa chị? Khi mà chúng ta nhìn thật lâu thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều điều. Những người thất bại là những người nhìn không lâu, đúng không ạ? Bởi vì ngay lập tức là họ sẽ nhìn thấy những cái gì ở trên bề mặt thôi, và thế là tôi thất bại rồi. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng theo quan điểm của Manino, nhìn thật lâu thì trong cái thật lâu đấy bắt đầu mới nảy ra những cái ý tưởng sáng tạo và giúp cho người ta vượt qua được những cái sự khó khăn. Trong khó khăn luôn luôn có những cái hướng dẫn để cho chúng ta vượt qua, đúng không ạ? Thế cho nên là các cụ mới nói là gì ạ? Trong rủi có may, trong may có rủi. Khi chúng ta nhìn tất cả mọi thứ một cách thật kỹ lưỡng, một cách thật cặn kẽ, và thực ra ấy, là nhìn sâu vào trong chính bản thân mỗi chúng ta, không phải nhìn sự việc, đúng không ạ, mà là nhìn trong chính mỗi con người chúng ta, xem rằng khi đối mặt với sự việc đấy thì chúng ta có những cách nào để chúng ta ứng xử, và vì vậy chúng ta sẽ lựa chọn được những cái cách tốt. Qua 17 thông điệp mà tác giả gửi gắm thông qua cuốn sách này, thì cuốn sách này liệu thực sự có giúp ích cho chúng ta tìm được một cách sống tốt hơn hay không, thưa chị? Được, chắc chắn là được. Nhưng với một điều kiện, chúng ta phải ngẫm rất sâu và chúng ta phải nhìn thật lâu thì chúng ta mới có thể hiểu được chân lý, triết lý của 17 cái nguyên tắc đấy. Nếu như chúng ta chỉ đọc không thôi, sau đấy chúng ta áp dụng vào, chưa chắc chúng ta đã làm được đâu. Nhưng chúng ta phải ngẫm, phải nghĩ từng nguyên tắc một để hiểu xem là tại sao tác giả lại đề cập đến điều này. Tại sao mỗi một buổi sáng chúng ta lại cười, và cười vào chính chúng ta và cười với những điều khác, thì tại sao nó lại là như vậy? Đó, thế thì phải hiểu thật kỹ những cái điều mà tác giả nói thì chúng ta mới đạt được đến một cái cuộc sống hạnh phúc thật sự là cơ bản và thật sự là chân thật. Cuốn sách với tên gọi là Hãy chọn một cách sống, và cuối cùng thì điều mà chúng ta lựa chọn sẽ là một cách sống hạnh phúc. Vậy thì như thế nào là lựa chọn để có một cuộc sống hạnh phúc, thưa chị? Thực ra thì hạnh phúc thì nó là ngưỡng của mỗi một cá nhân, và ngưỡng đấy nó phải phụ thuộc vào việc là chúng ta sẽ soi xét vào chính bản thân chúng ta, vào người khác, và chúng ta thấy biết dừng ở điểm nào, và chúng ta hay gọi là thế nào là đủ ấy, thế nào là đến một cái giới hạn, thì chúng ta phải xác định được cái sự đủ đấy, xác định được cái giới hạn đấy. Còn đủ như thế nào, giới hạn đến đâu thì nó lại phụ thuộc vào những cái sự va chạm của chúng ta với cuộc sống nữa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng thông qua những chia sẻ rất bổ ích của chị Hương ngày hôm nay thì có lẽ là mỗi độc giả sau khi đọc xong cuốn sách thì trước tiên là họ đầu tiên là sẽ phải suy ngẫm thật lâu, và cuối cùng là sẽ đưa ra cho mình những lựa chọn tốt nhất cho bản thân ạ.
Thưa quý vị và các bạn, hy vọng chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay đã giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!